liên quan đến vụ ô tô tông hàng loạt xe máy đang chờ đèn đỏ ở huyện Tuy Phong, Bình Thuận trong ngày 2 tháng 9, cơ quan điều tra đã xác định người gây tai nạn là một thiếu niên sinh năm 2007. Đáng chú ý, nguyên nhân ban đầu được xác định là do người cha buồn ngủ nên đã giao xe cho con trai điều khiển, dẫn tới tai nạn bất ngờ khiến 5 người bị thương. Tình tiết này cũng dấy lên thắc mắc về trách nhiệm của người cha khi giao xe cho con trai chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện. Ngày 3 tháng 9, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Tuy Phong tỉnh Bình Thuận cho biết, đã trưng cầu giám định thương tật của các nạn nhân làm căn cứ xử lý hành vi của người cha khi giao xe cho con 16 tuổi điều khiển gây tai nạn khiến 5 người đi xe máy chờ đèn đỏ bị thương. Theo lãnh đạo công an huyện Tuy Phong, phải có kết luận về giám định thương tật của cơ quan giám định và thiệt hại vật chất do vụ tai nạn mới có cơ sở để xem xét có xử lý hình sự người cha là tài xế chính hay không. Qua làm việc bước đầu xác định, sáng sớm mùng 2 tháng 9, Nguyễn Trí Hào sinh năm 2007, trú tại huyện Vĩnh Cửu tỉnh Đồng Nai cùng cha và em trai đi du lịch bằng xe ô tô 4 chỗ, do người cha cầm lái, lưu thông trên quốc lộ 1 theo hướng Đồng Nai đi Phan Rang. Tuy nhiên, khi đến địa phận huyện Tuy Phong, do buồn ngủ nên người cha đã giao xe cho Hào điều khiển và đến khu vực đèn tín hiệu giao thông tại km 1604-750, đã tông vào 5 người đang dừng xe máy chờ đèn đỏ ở cùng chiều phía trước hậu quả làm 5 người đi xe máy bị thương, trong đó bà Nguyễn Thị Xuân Nờ, chú tại thị trấn Liên Hương, huyện Tuy Phong bị thương nặng, ô tô 4 chỗ và 5 xe máy bị hư hỏng. Theo báo cáo của Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Bình Thuận, vụ tai nạn trên xảy ra vào lúc 6 giờ 34 phút. Nguyên nhân được xác định là do tài xế Nguyễn Trí Hào điều khiển ô tô, không chú ý quan sát gây tai nạn. Qua kiểm tra, không phát hiện Hào có nồng độ cồn và ma túy. Toàn bộ vụ tai nạn được camera của xe đi theo chiều ngược lại, ghi lại cho thấy thời điểm va chạm đèn đỏ đang điểm ngược ở dây thứ 26. Vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ. Vụ việc lần này gợi nhắc tới một tai nạn giao thông khác cũng xảy ra vào đầu tháng 7 vừa qua tại Đắk Lắk. Người gây ra tai nạn cũng là một thiếu niên sinh năm 2007, điều khiển xe phân khối lớn, và đáng tiếc một thai phụ đã tử vong thương tâm trong vụ va chạm tuy rằng vụ tai nạn tại bình thuận mới đây may mắn không có ai thiệt mạng nhưng đây tiếp tục là hồi chuông cảnh báo cho thái độ chủ quan của nhiều bậc phụ huynh khi không sát sao chặt chẽ trong việc giao phương tiện giao thông cho con điều khiển